khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà. Giọt lời hát xuống chén trà mời nhau, giọt lời hát xuống chén trà mời nhau. Để anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nên ná, đừng áo tứ thân, đừng khăn mó quá, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Chót buông ánh mắt ngập ngừng, chứ để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, xa người ngoan đừng hát thì dỗi hơi ai lại vai lòng để bây giờ ra ngõ ôm bên trong ra ngõ mà chờ. Khách đến chơi nhà rằng mấy khi, khách đến chơi nhà. Giọt lời hát xuống chén trà mời nhau, giọt lời hát xuống chén trà mời nhau. Mời anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nên nã, đừng áo tứ thân, đừng khăn mó quá, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Chót buông ánh mắt ngập ngừng, chỉ để người dưng nhớ người dưng thế này. Xa miếng trầu đừng cay, xa chén trà đừng chát, xa người ngoan đừng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ xa ngõ ôm bên trong ra ngõ mà chờ. Vườn Thượng Uyển thuộc thôn Trống, xã Bảo Đài là khu vườn có 102 với tiểu cảnh sinh động, núi non hùng vĩ và cá voi hiền hòa. Đến vườn Thượng Uyển, bạn sẽ lạc vào chốn bồng lai mà lại gần gũi yên bình. Trong khu vườn là chỗ để bạn thư giãn, đủ không gian an toàn, thân thuộc cho trẻ em chơi đùa. Vườn Thượng Uyển hân hạnh được đón tiếp các bạn. Dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đi núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà tàu anh đi, vừa qua núi cao. Ngày hôm nay con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chờ đón. Tha thiết bao niềm vui, đèo bánh con tàu quay là thương nhớ. Cho tàu anh tới là yêu nhau, mây suối vô lời là yêu nhau, mây núi cũng treo. Con tàu Việt Nam xưa tuôn mùa xuân, qua đèo Hải Vân mây bay đi núi. Nhớ thương anh em chờ anh tới mà lòng ta ngỡ.
tàu anh tới là yêu nhau. Mây xuôi câu lời là yêu nhau. Mây núi không treo là yêu nhau. Mây xuôi câu lời là yêu nhau. Mây núi là không treo. Con trai hát gọi con gái đang say bên chờ ai.
cho sự kiện khai trương khu vườn sinh thái Thượng Huyền và phong trà Thượng Huyền ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Một lần nữa xin được thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ đến từ trung tâm Dũng Anh Đường, thành phố Bắc Giang ngày hôm nay đã đem đến một tiết mục Lân Sư Rồng để cùng đem đến ý nghĩa chúc mừng cho sự kiện khai trương của khu vườn sinh thái Thượng Huyền và phong trà vườn Thượng Huyền ngày hôm nay thành công rực rỡ, tấn tài, tấn lộc, tấn vinh hoa. Một tràng pháo tay nữa của toàn thể quý vị để cùng chúc mừng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, sự kiện khai trương ngày hôm nay sẽ được diễn ra với một chuỗi các sự kiện: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời, chủ nhân và khách mời phát biểu cảm tưởng. Và tiếp theo đó là phần quan trọng nhất, cắt băng khánh thành, tặng hoa chúc mừng, chụp ảnh kỷ niệm. Và sau đó xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đại biểu, khách mời, chúng ta sẽ cùng tham quan khu vườn Thượng Huyền. Và sau đây thì xin phép được trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị trở về tham dự sự kiện khai trương khu vườn sinh thái Thượng Huyền và phong trà vườn Thượng Huyền ngày hôm nay có sự hiện diện của đông đảo quý vị đại biểu, khách quý, gia đình, người thân, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, quý khách hàng, những người sẽ cùng đồng hành với sự phát triển của chuỗi dịch vụ vườn Thượng Huyền.
địa chỉ tại thôn Trấu, xóm Thượng, Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang, chủ nhân ông Phí Phương Khái và phu nhân bà Nguyễn Thị Mây. Em xin phát biểu ạ. Em nói thính dụng không được, các bác không tán gì em nhá. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý khách, tôi đại diện cho nhà hàng khu sinh thái vườn sinh thái Thượng Nguyễn được nhiệt liệt chào mừng và gửi lời kính chúc sức khỏe tới quý vị cùng gia đình luôn an khang thịnh vượng ạ. Sự hiện diện của quý vị đã luôn đồng hành thành công rực rỡ của buổi lễ hôm nay. Chúng tôi rất mong sự quan tâm, cổ vũ, đồng hành giúp khu sinh thái ngày một phát triển để phục vụ quý khách, bà con quê hương cùng du khách gần xa. Xin cảm ơn những tình cảm vàng ngọc của những đóa hoa tươi thắm và tình yêu thương của quý vị đã dành cho nhà hàng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vào một ngày thời tiết rất là nắng nóng nhưng quý vị đã dành nhiều tình cảm với nhà hàng khu sinh thái vườn Thượng Uyển. Và ngày hôm nay thì vợ chồng bạn Khái Mây có lẽ là cũng rất là xúc động. Và ngày hôm nay thì trong kịch bản thì bạn ấy ngẫu hứng lên để cảm ơn các quý vị. Cho nên muốn hát một cái bài hát để yêu dân tộc Việt Nam, yêu bạn, yêu bè để tỏ lòng cảm ơn. Thay cho những lời phát biểu của bạn hôm nay, bạn run xúc động cho nên đã nhường lời cho bà xã. Rất là mộc mạc. Vâng, hai bạn đứng dịch ra sân khấu đấy. Nhạc bắt đầu có ai đấy. Rồi. Tức là ý của bạn Khái muốn nhờ người bạn của mình nên hỗ trợ để cùng nhau tự tin hơn trong bài hát này. Để hỗ trợ để cảm ơn mọi người. Em hát tặng cả nhà để tặng bài yêu thương Việt Nam, mình người Việt Nam sẽ hát cái bài này ý nghĩa. Xin cả nhà vỗ tay đây. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn. Yêu phố đường làng, ngày ngày hai cuối đến trường, thùa con bắt bướm mai hoa. Yêu dân tộc Việt Nam nói giọng làng hồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy. Yêu cô nhà bên thùa con hai đứa tắm mưa, giờ lầy lên nghĩa vợ chồng. Thương ai xa xứ lạc loài, bao năm tha phương đất lạ xứ người, ngập ngùi lòng xót xa. Yêu dân tộc Việt Nam mây giống nát vàng, yêu anh em cày yêu người nơi chiến trường. Ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Phải cả nhà là mình anh em một nhà không? Chào có tay đây. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Để tiếp theo phần chương trình cho MC Vân Hà. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe Phí Thái và Phương Cái hát này. Xin được cảm ơn. Trong ngày hôm nay còn có sự hiện diện đông đảo của các thành viên của các hội sinh vật cảnh các khu vực Hà Nội, Đông Anh, Thái Nguyên, Hải Dương và các huyện lân cận, huyện Yên Dũng, Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Lạc Giang cùng với các huyện lân cận chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng nhiệt liệt chào mừng. Và tiếp theo sau đây về dự với sự kiện lễ khai trương thì xin phép được trân trọng kính mời ông Nên, Chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh huyện Lục Nam. Xin được trân trọng kính mời ông cùng trở lên có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Xin được trân trọng giới thiệu. Kính thưa các vị thân khách của gia đình, kính thưa các chủ nhà vườn, anh em cây cảnh trong huyện, trong tỉnh, ngoài tỉnh, mà đặc biệt các nghệ nhân nhà vườn của khu vực Bắc Ninh,
Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam và nhiều các tỉnh, đơn vị bạn của gia đình về dự cái buổi khai trương của nhà vườn vợ chồng anh Khái Mây ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép tôi thay mặt Hội Chính Cảnh huyện Đồng Nam xin được kính chúc các vị đại biểu về dự buổi khai trương của nhà vườn ngày hôm nay một sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị, một mô hình nhà vườn với chủ đề con người và thiên nhiên và bạn bè mọi nơi gần gặn nhau hơn, xích lại gần nhau hơn của nhà vườn anh Phương Khái và chị Mây. Đây là một mô hình phải nói là đột phá của Hội Sinh Cảnh huyện Đồng Nam, và vợ chồng anh Khái là thành viên của Hội Sinh Cảnh huyện Đồng Nam và Hội Sinh Cảnh câu lạc bộ sông Thương huyện Đồng Nam. Một mô hình đang phát triển, mong rằng qua cái buổi khai trương hôm nay, mọi người, tất cả các nghệ nhân, nhà vườn trong Việt Nam và miền Bắc và tỉnh Bắc Giang, huyện Đồng Nam, mong rằng chúng ta gần gặn nhau hơn, xích lại nhau hơn và thân thiện nhau hơn. Và xin thay mặt cho Hội Chim Cảnh huyện Đồng Nam xin được chúc nhà vườn một buổi khai trương thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn và chúc các vị đại biểu một buổi chung vui trân trọng nhất và vui tươi nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nên, Chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh huyện Lục Nam. Và tiếp theo sau đây xin được trân trọng giới thiệu ông Sơn, Chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh Bắc Ninh sẽ lên có đôi lời phát biểu cảm tưởng, và chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa tất cả anh em chơi cây có mặt buổi hôm nay, cũng rất vinh dự là anh em Bắc Ninh được anh gia đình anh Khái mời lên dự cái buổi ra mắt vườn thượng huyện. Thì cũng không biết nói gì hơn, lời đầu tiên cho gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các quý vị đại biểu, các ông, các bác, các anh em, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Bắc Ninh chúng tôi thì cũng là tỉnh anh em với lại Bắc Giang ngày xưa, thì hiện tại chúng tôi đang làm công tác hội, cũng có những cái hoạt động phong trào sinh vật cảnh, diễn ra các cuộc triển lãm hàng năm. Thì trên Bắc Giang này các anh cũng đã tham dự rất nhiều các cuộc triển lãm về Bắc Ninh. Thế thì hôm nay lên đây thì cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì cả, vừa đến đầu cổng đấy anh Kha ra coi như giới thiệu nên phát biểu thôi, cũng là để có con lời chào tất cả các quý vị quan khách đây ạ. Xin cảm ơn các anh em Hội Sinh vật Cảnh đã về dự chung vui của cái lễ khai trương khánh thành, cắt băng lễ khánh thành vườn thượng uyển khu vực sinh thái của gia đình nhà ông Khái Mây. Thì đây là một niềm vinh dự cho thôn Chấu chúng tôi đấy, đã có một cái khu vườn sinh thái để thu hút mọi người, có khu vực vui chơi rất là thuận tiện để cho trong thôn chúng ta để phát triển, mang lại nền kinh tế cho thôn Chấu. Thì về dự với buổi lễ khai trương này thì tôi xin thay mặt cho chi bộ đảng chính quyền thôn Chấu gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các anh em Hội Sinh vật Cảnh, các anh em con cháu hai họ gia đình nội ngoại và toàn thể các vị đại biểu khách quý một lời chúc sức khỏe và chúc cho gia đình nhà ông Khái Mây vạn sự như ý, thành công tốt đẹp mọi trong sự việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn ông Vạn trưởng thôn Chấu. Và kính thưa toàn thể quý vị, về dự với sự kiện khai trương ngày hôm nay thì xin được trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị anh Quốc Anh, là một thành viên trong đoàn Xuyên Việt và có mặt trong buổi sự kiện khai trương. Thì anh cũng xin phép được thay mặt cho các thành viên trong đoàn Xuyên Việt sẽ có đôi lời phát biểu cảm tưởng, và chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón, trân trọng giới thiệu. Lời đầu tiên cho nhà vườn Quốc Anh xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú anh chị em ở trong khu vườn của nhà anh Khái Mây. Chia sẻ với các cô chú anh chị em là anh Khái đã đi cùng với hành trình bonsai Xuyên Việt một tháng, với lộ trình để anh em biết được nhau và hiểu được tất cả các câu chuyện. Chúng ta đi qua rất nhiều những chặng đường của những cái khó khăn vất vả, nhưng nhìn lại chung những thành tựu như hôm nay anh chất góp vào trong cái khuôn viên vườn của anh như này thì chúng em thấy rằng là mừng và vui cho anh thật nhiều. Luôn chúc anh cùng gia đình phát triển và thành công.
một lần nữa chị biết nói chúc anh thành công và phát triển thế thôi ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn anh Quốc Anh rất là nhiều ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đã được lắng nghe rất là nhiều những cảm tưởng của đại diện các cơ quan đoàn thể cùng với các hội sinh vật cảnh đã về dự với buổi sự kiện khai trương ngày hôm nay. Và tiếp theo sau đây thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta đến với giây phút trang trọng nhất và ý nghĩa, chính là giây phút cắt băng khánh thành khu sinh thái vườn Thượng Huyền. Và chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng đến với giây phút trang trọng này. Xin được trân trọng kính mời lễ tân của ban tổ chức. Kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với giây phút trang trọng và ý nghĩa nhất, giây phút lễ cắt băng khánh thành khu vườn sinh thái Thượng Huyền và phong trà vườn Thượng Huyền. Bắt đầu. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đón một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Địa chỉ thôn Trấu, xóm Thượng, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Chủ nhân ông Phí Phương Khái và phu nhân Nguyễn Thị Mây đã diễn ra thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được thay lời ban tổ chức chúc toàn thể quý vị đại biểu khách quý có một buổi dự lễ kỷ niệm thật vui vẻ, thành công và hạnh phúc. Chúc cho khu vườn Thượng Huyền và phong trà vườn Thượng Huyền khai trương hồng phát, tấn tài, tấn lộc, tấn vinh hoa, ngày một phát triển và thu nhiều lợi nhuận. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu chúng ta cùng tham quan và khám phá khu vườn Thượng Huyền cùng với một dịch vụ, chuỗi dịch vụ của khu sinh thái vườn Thượng Huyền. Và sau khi đã tham quan khám phá khu vườn, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào khu ẩm thực để cùng dự tiệc chúc mừng cho sự kiện khai trương ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn. Khu sinh thái Thượng Huyền.